Serum B5 Derso Skin là cái tên khá hot trong thời gian gần đây, được nhiều chị em ưa chuộng và review rầm rộ trên các diễn đàn. Tuy nhiên trong đó có nhiều ý kiến trái chiều lo ngại về thành phần, hiệu quả cũng như vấn đề Serum B5 Derso Skin này. Liệu sự thật em này có tốt như lời đồn không? Trong video này mình sẽ giải thích thắc mắc cho những bạn đang quan tâm đến Serum B5 Derso Skin, là một trong những serum dưỡng ẩm đang nổi đình nổi đám mà ai cũng xài này nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Đối với câu hỏi Serum B5 Derso Skin có tốt không thì câu trả lời là rất tốt nhé. Cụ thể là Serum B5 Derso Skin này có nhiều điểm nổi bật, như là khả năng dưỡng ẩm mạnh mẽ, không chỉ giúp dưỡng ẩm cho làn da từ sâu bên trong, mà còn giúp làm mờ nếp nhăn và trắng sáng da tự nhiên nữa. Đồng thời với tinh chất có chứa thành phần Pro Vitamin B5 giúp làm cho làn da bị tổn thương và sần sùi trở nên mềm mại hơn. Hơn nữa em này hoạt động như hoạt chất tăng cường để hấp thụ vitamin C và nâng cao tác dụng vượt trội của Serum B5. Ngoài ra, sản phẩm vừa cấp nước, phục hồi da, vừa củng cố hàng rào bảo vệ làn da, làm cho làn da trở nên trắng sáng, mịn màng và khỏe mạnh hơn. Đấy là lý do tại sao nói Serum B5 Derso Skin này là rất tốt nhé. Nếu bạn đang có bầu, bạn có thể sử dụng Serum B5 Derso Skin để cấp ẩm và ngăn ngừa lão hóa cho da mặt. Nhưng bạn nên xem kỹ video này để đảm bảo an toàn cho bạn nhé. Còn shop mình thì vẫn luôn khuyên khách hàng không nên dùng bất cứ mỹ phẩm nào trong suốt thời kỳ thai nghén. Nhưng vì một số lý do về tính chất công việc hoặc tâm lý thì bạn nên cân nhắc sử dụng và xem thêm những thông tin sau để có thể quyết định nên dùng serum này hay không nhé. Thực tế thì em Serum B5 Derso Skin này dùng được cho bà bầu vì em này được các chuyên gia đánh giá và khẳng định là có bản thành phần an toàn và lành tính cho da của mẹ bầu, nên bạn có thể yên tâm và sử dụng ngay có khi bạn đang mang bầu. Bạn có thể xem chi tiết các thành phần được in trên chai serum nhé. Để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe, các chị bầu nên tuyệt đối tìm hiểu và mua sản phẩm chính hãng để sử dụng, để không phải hối tiếc về sau nhé. Serum B5 Derso Skin, hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop Giúp Bạn Trẻ Đẹp của mình cũng có bán Serum B5 Derso Skin, hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới, để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.